Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với Jupiter FX. Tiếp tục chiến đấu Europe ha, vẫn là đi sang Europe, một kèo khá quen thuộc và đặc biệt còn làm được, anh em mới chưa tham gia cũng có thể tham khảo. Dự án muốn chia sẻ cho mọi người đến từ Venom, đây là một cái layer không ha, share cái đây khoảng 5 tháng trước rồi. Và trong suốt quá trình 5 tháng này mình cũng có cập nhật rất là thường xuyên trong Telegram là những cái nhiệm vụ mới của nó thôi, đúng không? Còn kèo chính thì các bạn những bạn mới có thể xem lại video trước đó ha. Bây giờ mình tiếp tục cập nhật nhiệm vụ thứ 19 của thằng Venom, và video này mình cũng tổng hợp lại luôn một vài lưu ý để anh em tăng cái cơ hội nhận Europe nếu có ha, và khả năng thằng này có Europe các bạn, tại vì CEO của thằng Venom nó cũng và úp mở về vấn đề Europe rồi. Kèo này gọi vốn tới 1 tỷ đô ha, nghe khủng khiếp không? Nhưng mà theo mình nghĩ là đồn thổi thôi, hiện tại là đồn thổi, tại vì tôi tìm thông tin chính xác không có, rất là nhiều trang thông báo và đề cập tới vấn đề là Venom gọi vốn được 1 tỷ đô, nhưng mà truy vết qua để gọi là chứng thực á, thì không thấy các bạn nha. Nhưng mà hầu như rất là nhiều trang đăng cái thông tin này ha. Thôi rồi, nó là tin đồn cũng được, nhưng mà đã làm nghề kiểu mà nghề gì nhỉ, mua tin đồn bán sự thật thì thôi, nghe đồn đồn được thì cứ quất ha. Cái kèo này tham gia hầu hầu như là miễn phí, chỉ có một vài nhiệm vụ tốn một chi phí rất nhỏ thôi thì nên chiến. Dù là nó mới là tin đồn thôi, nhưng mà cái kèo Venom này hiện tại đang bị cheat rất nhiều các bạn nha. Có rất nhiều đại khái, rất nhiều người share cách cheat ngàn ngàn hạt, trăm hạt này kia. Nên ở video này mình sẽ nói về một vài lưu ý để anh em tăng cái cơ hội ha, vượt qua cái tụi cheat. Ok, rồi để không mất thời gian bây giờ bắt đầu nè. Nhiệm vụ thứ 19 là Chance Bot, Chance Bot. Ok, bấm vào làm thôi các bạn. Một lát lưu ý sao ha, giờ làm nhiệm vụ thứ 19 mới trước là nhận huy hiệu, tại vì trong quá trình làm chẳng phải đợi á. Bây giờ mình sẽ tiến hành follow Twitter của nó. Chết. Nhiệm vụ này nó yêu cầu làm gì? Và mình sẽ đi lem cái token CST ở trên mạng BSC, không? Nghe tới đây là mạng BSC rồi, chắc chắn tốn phí rồi. Lem tốn phí ở trên mạng BSC, sau đó sử dụng cây cầu của Chainbot, Chainbot chuyển cái token mà các bạn vừa mem được á, đi vào mạng Venom test. Ok. Nghe nó hơi vô lý ha, mem token ở mạng là mạng chính, mạng mainnet, chuyển thì chuyển vô cái mạng test để hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ok, chi phí của kèo này đâu đó tầm khoảng chắc là dưới 1 đô các bạn ở trên mạng BSC ha. Tiến hành bấm gì chỗ mũi tên làm thôi, connect ví. Ví đầu tiên mình connect sẽ là ví Meta ở mạng là mạng BSC. Ok, mạng BC không, chuyển qua mạng BC các bạn, nó không tự chuyển thì mình phải chuyển thủ công ha. Trường hợp ví ông nào chưa có chuyển thì sử dụng trình, chưa có thêm mạng BC vô thì sử dụng trình chainlist.org. Hình hình ví tôi cũng chưa thêm nè, BC có rồi, hên quá, còn đâu đó khoảng 1 đô hơn ha, gần 2 đô. Rồi ví thứ hai mình kết nối sẽ là ví Venom, Venom lắc nha, cho bắt lại các bạn, ví Venom rồi chọn phiên bản thôi, web. Ok ha, đầu tiên sẽ đi lem, bấm vào nút lem thôi, xác nhận ở trên ví Meta và trả một lượng phí gas đâu đó tầm cỡ 0.06 ha. Rồi bước cầu, cầu hồi nãy mình nhớ và nó tốn khoảng 0.5 đô các bạn, thì đô thì kèo này tốn 0.6 đô ha, mạng BSC. Tính là tổng cộng hết tất cả các nhiệm vụ, tổng 19 nhiệm vụ của thằng Venom đó các bạn, 19 quest thì chỉ có 2 quest là tốn phí thôi. Thứ nhất là quét gì, cái quét mà tham gia nhiệm vụ cầu của nó, Reese, là tốn mạng BSC với mạng Phantom cũng lượng ít thôi, và quét thứ 19 này là tốn phí, còn hầu như 17 quét còn lại á là miễn phí hoàn toàn ha. Rồi sau khi các bạn tiến hành lem xong á, thì số tiền mình nhận được là 10 nè, đúng không? Thì các bạn có thể cầu bao nhiêu tùy ý, năm cũng được, chuyển từ mạng BSC đi vào mạng Venom. Xin. À, để tôi coi thử cái TX này nó lấy từ cái router nào ha. Nhiều khi nó lấy từ cái router của Layer Zero thì lại càng ngon ha. Mà Layer Zero chưa nghe thông báo liên kết với Venom mà.
Để coi cái TX này nó không hiện cái router nào nhỉ. Mới có approve thôi. Đây, cái TX này mới là TX cầu này. Xác nhận thư ví bằng nữa các bạn nha. Để tôi check thử cái TX này nó lấy đi qua cái router nào. Không hiện. Cho bắt lại cái nữa đây. Không hiện các bạn. À, dạng này nó giống như là sử dụng cầu riêng của bên nó rồi. Đưa vô cái một cái hợp đồng, đúng không? Cái hợp đồng này nó sẽ lấy nó chuyển ngược về bên Venom. Rồi không liên quan tới bây giờ zero ha. Rồi, công việc bây giờ là gì? Chờ nó xác nhận thôi. Sau khi nó xác nhận thì các bạn sẽ quay về cái trang nhiệm vụ của Venom, bấm check và đi và may cái NFT hoàn thành nhiệm vụ. Ok. Cầu cũng hơi lâu quá chứ không có nhanh đâu ha. Rồi trong thời gian mà đợi nó duyệt duyệt cái nhiệm vụ thì mình sẽ note lại một vài lưu ý để anh em tăng cái cơ hội Aerobe ha. Và vượt qua chiếc tặng. Thứ nhất, các bạn sẽ siêng một tí xíu trong cái việc đi vòi cái token test đây. Guest test Nest Venom ha. Ông nào siêng thì có thể vòi hàng ngày hay hoặc là nói chung các bạn tích lũy càng nhiều càng tốt. Và join những cái Discord với lại Twitter của những cái dự án mà các bạn thấy tiềm năng ở trên thằng Venom chẳng hạn. Không? Chứ hầu như là nó đăng nguyên một cái list như vậy mười mấy cái dự án và các bạn cứ lem cứ join Discord thì rất là dễ đầy Discord ha, không khuyến khích. Twitter thì dễ rồi, follow cái ok ha. Đấy, riêng cái thằng Discord của thằng Venom Foundation á thì anh em đã join rồi thì cố gắng nằm vùng trong đó luôn, không có chạy, có nghĩa là không có thoát ra các bạn nha. Theo mình nghĩ sau này đi Europe chắc nó sẽ cần cái tiêu chí là Discord tương tự như App Store ngày xưa chẳng hạn, phải connect Discord sau đó mới kết nối ví và coi hai cái tài khoản nó có trùng nhau hay không ha, trùng như cái việc mà đi đang thử nghiệm này, và phải kết nối Discord rồi mới vội được thành phần test đó. Rồi bắt đầu mới xài cái ví đó đi thao tác ở trên bàn thử nghiệm của nó, không có thể sẽ là như vậy. Và cái thứ nhất, cái thứ hai các bạn, ngoài cái việc mà mình làm những NFT chứng nhận á như nãy giờ mình làm ở trên nhiệm vụ thứ 19 chẳng hạn và những nhiệm vụ trước đó, thì các bạn sẽ quay lại, nếu ông nào hoàn thành hết rồi cũng nên quay lại những nhiệm vụ cũ ha và tương tác nhiều hơn. Những cái DApp mà các bạn nên tập trung tương tác á sẽ là những ví dụ như những cái sàn DEX hoặc là những nền tảng NFT hoặc là Venom Reese, không đây tôi nói lại ha. Thứ nhất Venom Reese, thứ hai sàn DEX nè, sàn DEX là web3.work nè ha, về những thị trường NFT như là ISIT nè, rồi còn ISIN nó quốc hết đại đi các bạn. Nghe mình sẽ làm lại nhiệm vụ cũ nữa, đúng không? Thỉnh thoảng quay lại làm một hai ngày gì đó ghé lại tăng cái tần suất làm lên và tăng cái TX ở trên thằng Venom lên để tăng cơ hội Aerobe ha. Chứ hiện tại bây giờ mấy triệu ví hả Venom, để xem đây các bạn, 1.500.000 nè, hơn 1.500.000 ví đang cày ở trên đây. Đúng không? Theo mình nghĩ cái này nó cày vượt đi thôi, cũng lắm là lan huy hiệu thôi ha, chứ không có gọi là cày sâu đâu. Nên á, mình bây giờ rõ ràng thì tiêu chí cuối cùng là gì mà không biết, nhưng mà cứ tin tưởng đủ điều gì đó thì làm thôi các bạn, siêng năng ha, hy vọng ha, may mắn nó sẽ tới thôi. Không, cứ làm chứ đừng thấy người ta là tụi nó chết trăm ạt nghìn ạt thì lại nản, nó chết là chuyện của nó ha. Thì giả sử dự án sau này Europe nếu có thì nếu mà bên Dev thì phải lập dự án nó có cơ chế để chống cheat thì càng hay, đúng không? Còn không nữa thì biết đâu là sẽ có tiêu chí gọi là tương tác nhiều lại được Aerobe. Rồi thì cứ làm. Ví dụ tôi sẽ quay lại một cái nhiệm vụ cũ nè. Các bạn sẽ truy cập trang nào nhỉ? Vô lại từ đầu ha. Đây, vô lại cái ở phía trên trang testnet website này. Rồi, các bạn sẽ kéo xuống sẽ thấy những cái dự án của nó, không, những cái DApp ở trên thằng mạng Venom. Thì mình sẽ bấm vào những cái app nào mình muốn tương tác thôi, ví dụ như thằng web 3 này, đây là một cái sàn nó sẽ dẫn tới trang web luôn. Bây giờ tiến hành swap các bạn, swap và thêm thanh khoản. Tôi nhớ ngày xưa là cái nhiệm vụ thằng web 3 này là chỉ có swap không có thêm thanh khoản không nhỉ, ý là nhiệm vụ để làm được cái NFT á, nên hình là chỉ swap không thì phải, có thêm thanh khoản luôn. Nhưng mà chỉ cần thêm một cặp và thực hiện một lệnh thôi là đã đủ điều kiện để mai cái NFT rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ làm nhiều hơn ha. Các bạn có thể truy cập một farm min nè. Vô đây xem trước cái gì? Những cái cặp nào mà đang có thanh khoản ở trên đây thì mình sẽ warp qua những cái cặp đó để thêm thanh khoản.
đúng không? Ví dụ như cặp USDT và cái đồng DUP Venom nè và RAP Venom á. Bây giờ trên ví chắc chắn là khi mà tham gia đâu có đồng DUP Venom thì các bạn sẽ chuyển đổi từ cái đồng Venom sang DUP Venom. Đây ha, nhập số lượng chuyển, xác nhận ví xong. Sau đó chuyển tiếp Venom mà mình vòi được á sang những cái đồng khác như USDT chẳng hạn, đúng không? Rồi. Sau đó đi qua cái mục liquid này để thêm thanh khoản, add liquid. Thêm thanh khoản xong, truy cập như mục farming để tiến hành farm và xong cái sàn DEX và thực hiện nhiều cặp. Ví dụ iSync có thể quốc hết toàn bộ 6 cái cặp này luôn. Đấy, đó là về cái sàn DEX. Tương tự như vậy, cái thằng Venom Trees và cái cầu chính của Venom mình thấy cái ngày quan trọng này ha. Tại lý do tại sao làm thằng này tốn phí, phí không nhiều, đúng không? Các bạn có, đầu tiên các bạn sẽ cầu từ cái thằng Venom Test đi sang mạng BC, đúng không? iSync nữa thì thêm cái nữa qua bên mạng Phantom. Rồi, sau đó mình sẽ cầu ngược lại từ BC về lại gì? Về lại Venom. Đúng không? Và tiếp tục như vậy từ Phantom về lại Venom. Và mỗi lần như vậy sẽ tốn gì? Tốn ga mạng tương ứng. Ví dụ từ Venom đi sang mạng BC thì tốn của Venom ha. Còn có tốn phí lem về bên mạng kia không nhỉ? Lâu quá tôi cũng không, tôi làm tôi không để ý. Thì làm nhanh các bạn lo bấm nút chụp rồi. Tại phí của nó cũng không đáng kể. Đấy, thì đâu đó tầm cỡ 1 đô và các bạn dư lực làm rất nhiều lệnh rồi. Anh em tham khảo ha. Đấy. Còn khi mà các bạn cầu từ hàng BSC hay là Phantom đi qua hàng Venom thì chắc chắn rồi sẽ tốn ga mạng tương ứng ha, mạng BSC và mạng Phantom. Ok, làm thử phát không có ga mắc không ha. Ví dụ tôi cầu 5 con đi, từ hàng Binance Smart Chain qua hàng Venom nè ha. Continue approve. 0.02 ngay bước confirm. Còn cái bước transfer này là chắc sẽ tốn nhiều hơn á. Chờ một tí xíu thử luôn coi tốn bao nhiêu tiền các bạn nha. Rồi, đó là hai cái đi app quan trọng mà các bạn nên nói lại. Cái thứ ba nữa là thị trường NFT ha. Giả sử không có xuyên làm mấy thằng kia thì cứ lựa những cái đi app nào mà mình thấy quan trọng thì làm. Sàn DEX, cầu và NFT, ngoại xích nè ha. Đấy. Thôi rồi, đợi nó xác nhận cũng lâu quá các bạn. Thì sau khi xác nhận xong thì nó sẽ yêu cầu các bạn xác nhận trên ví lần nữa. Ví ga mình nhớ nó không có mắc đâu, anh em cứ thử ha. Ai xuyên thì thao tác nhiều lần và tăng cái số ngày tương tác lên thì cơ hội nó sẽ đến thôi. Rồi quay về với cái trang này coi. Chat transaction on Venom. À, vậy cuối cùng là gì? Nó lấy cái router từ Venom Breeze. Chẳng có gì mới. Đó là nhiệm vụ thứ 19 đó các bạn. Bây giờ tôi sẽ vô tôi hoàn thành nhiệm vụ số 19 nè. Class Start nè. Chết. Hoàn thành ha. My NFT. Confirm. Rồi, hiện tại nó sẽ còn đâu khoảng mấy, chắc khoảng một vài quest nữa và chuẩn bị mainnet rồi các bạn. Nên anh em nào mới chưa tham gia thì muốn tham gia thì tranh thủ tham gia hết 19 quest hiện tại ha. Và sau đó mỗi ngày tăng cái mức độ tương tác hơn. Cái khi các bạn đến sau thì các bạn bị mất cái vị thế là gì? Là các bạn mất đi cái số ngày tương tác. Ví dụ giờ các bạn ngồi các bạn làm một loạt hết 19 nhiệm vụ thì cũng có một ngày tương tác thôi, đúng không? Còn những trước giờ nhiệm vụ cứ một tuần nó ra nhiệm vụ thì những anh em mà theo trước giờ thì ít nhất là ăn được mười mấy tuần rồi. Nó là vậy. Thì các bạn sẽ bù lại bằng thời gian sắp tới và các bạn siêng năng các bạn cày vậy thôi. Đối với những bạn mới ha. Ok, như vậy là xong. Trong vấn đề thao tác, gặp vấn đề gì nữa thì các bạn để lại comment. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.